Vâng. Và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì hôm nay mình sẽ đi chế độ cuộc đua tử thần ở cái gì đây? Đậu xanh sao nó đen thui vậy nè? Có ai bị như vậy chưa? Có ai bị mà nó đen thui như vậy thì mình gặp trường hợp này hoài luôn á. Ok, bây giờ vào trận rồi. Thì ai là người lái xe đây? Mình sẽ đi với Boy, Quý, Trung. Vâng, biệt đội này sẽ đi đấu giải. Nhưng mà trước tiên đấu giải thì mình sẽ đi cái trận đua xe này đã. Không biết ai sẽ là người lái xe đây. Mình nghĩ là mình là người lái xe chắc rồi. Xin vô Discord gì đây? Làm gì có Discord. Vâng, và mình là người lái xe. Nhảy xuống khu nào đây? Ô, nhảy rồi à? Sớm thế. Rồi thôi nhảy xuống thôi. Mình là người lái xe chắc đổi cho anh Boy quá. Anh Boy ơi, có gì đổi tài nha. Ok, xuống mới đổi tài được. Nào nhìn coi, nhìn anh da đen à. Nhìn anh da đen bần bần vậy thôi chứ full 20% chịu bo rồi nha các bạn. Ngay cả mình Andrew còn chưa full giáp nữa. Ai, màu đỏ chứng tỏ là yêu ai đây? Đang xuống màu đỏ đây. Vâng, xuống rồi, đổi tài thôi anh ơi. Anh chạy xe rất là đẳng cấp nên là phải đổi tài. Đó, ok. Gì vậy? Hướng này anh ơi. Ok. Vâng, các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Nào. Trước tiên thì nếu mà muốn bắn nhau thì các bạn phải lấy đủ đồ rồi nha. Lấy cho đủ đồ đã. Đây. Bên này, bên tay trái đúng rồi. Lên đi anh. Ok. Hòm cứu thương nè. Lấy hết tất cả những gì cần lấy. Ok. Ẩu quá. Rồi, gì đây? Lát rồi. Rồi, ông Boy bị lát rồi. Đậu xanh. Ok. Chạy đi anh. Trời đậu, cái gì vậy? Ở đậu phòng. Ok. Rồi không lấy được luôn. Rồi không biết trận này sẽ ra sao, có lấy top được hay không đây. Quý và Trung đang mất máu. Nào. Cầu mong cho lấy được nha. Anh ơi, khổ quá. Mạng wifi của anh bị gì rồi? Quý và Trung mất máu nhiều quá rồi. Nhanh đi anh ơi, còn đi cover nữa anh ơi. Ui thôi đầu bo kìa anh ơi. Quay lại bên đây, bên hướng này. Chưa nón luôn. Thẳng luôn anh ơi. Bo này cắn đau lắm anh ơi. Rồi xong. Xong phim rồi. Cố lên nào. Hiện tại thì bên mình đang mưa nên là hơi ồn xíu nha các bạn. Ok, lấy hết tất cả những gì cần lấy nào. Ờ kìa. Chạy cứ cà thọt là sao nhỉ? Ủa, đẳng cấp chạy à. Rồi, có ai không? Có ai không? Cho một tín hiệu vào xe đi. Ơ? Đậu xanh rau má. Hên quá, Quý Trâm đầy máu lại rồi. Không sao. Đây anh ơi. Lấy đi, lấy hết tất cả những gì cần lấy anh ơi. Nâng cấp vũ khí nè.
còn nón ba nữa. Lấy luôn, hay quá. Bên đây có đồ tím anh ơi. Ôi anh chạy đi đâu vậy? À anh thấy màu xanh đây à. Ok. Chưa có tăng tốc luôn á các bạn ạ. Đỏ đỏ đỏ. Chưa thấy bắn nhau gì luôn. Rồi, vậy là mình đã lên Groza rồi. Củ này cạo đầu hơi bị sướng nha các bạn. Tím nữa nè. Đỏ luôn anh ơi. Con rồi, giết nó Huy ơi, giết nó. Bắn đi, nào, nào. Sướng nè. Ôi, cực kỳ sướng. BKS ra. Đầu xanh. Bắn, bắn đây, 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 đây. À, ngon, ngon, headshot ngay đầu nha. Rồi, tan vỡ nào. Tan vỡ đi. Ơ kìa, cứng thế. Ơ, đậu phộng quý. Trời đầu nó chơi chúng bắn bom à. Hai lần bị KS. Thằng khốn nạn, thằng mắc lơ. Được thôi, bây giờ mình sẽ móc súng bắn bom ra nè. Dám KS của bố à. Được lắm. Ok anh ơi. Lại bị lag nữa à. Chạy đi đâu con dươi. Chạy đi đâu. Rồi xong. Chạy đi anh ơi. Hướng bên này nè. Đâu rồi? Chạy nhanh thế. Trời ơi anh ơi. Lát quá. Còn 19 thằng trên bản đồ. Và suy ra còn khoảng tầm 6 tem. Đây à. Đậu phộng bắn nè. Cháy à. Dí theo thằng cháy anh ơi, đúng rồi. Đậu xanh nè. Rồi ok. Một mạng rồi. Đây còn nữa anh ơi. Dí theo luôn anh ơi. Ui nó dí mình rồi. Cạo đầu đúng rồi. Đúng rồi anh ơi, thêm vài phát nữa anh ơi, chạy đi anh ơi. Ơ kìa. Đổi tài anh ơi, đổi tài đi. Ok. Vâng, bạn boy của ta đang bị lag nên là mình phải đổi tài mới được. Chứ không thôi kiểu này chết chắc luôn. Ok. Và bây giờ mình sẽ cầm tài. Quan trọng là thằng cầm lái. Bắn đi anh. Nó trước mặt kìa anh ơi. Bắn đi bên đây nè anh ơi. Ok hay quá. Đây. Chạy lên. Bắn đi anh. Bắn đi. Đúng rồi anh, bắn đi. Xả đạn nhiệt tình vào anh ơi. Xả đạn nào. Đậu xanh. Dính trưởng rồi. Quá. Ôi thôi rồi. Bắn đi anh, bắn nó đi. Thôi rồi. Giết nó. Rồi xong, gần chết rồi. Không ổn rồi đại vương ơi. Ừ hay quá, nó chết rồi. Mình lái xe hơi tệ một xíu, mong các bạn thông cảm nha. Đồ chơi nè. Lấy thôi. Thằng quý này. Phía trước có người nha. Chỉ còn 2 tem nữa thôi, bắn. Xả đạn đi anh. Đúng rồi, xả đi.
phong lưu mà anh. Ơ à, kìa, xả đi anh. Rồi, quý KS luôn rồi. Ok, phía trước còn người nữa. Anh ơi, đổi tài cho em đi anh ơi. Đây anh ơi. Trước mặt nè, trước mặt nè. Bắn thằng sau lưng hả? Đây nè. Trời đậu. Rồi anh bỏ anh bắn lên trời luôn. Đó, đúng rồi, hay quá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Trời ơi, châm giết 14 mạng luôn kìa. Trời đậu.